nhà giàu kia. Mình ra đi. Đi. Mấy cái đứa này, đi ra chỗ khác đi cháu. Đi đi cháu, đi đi. Bà Tí Mai ạ. Bà hỏi cụ Phó Lý. Vậy bà qua mà hỏi cụ Tránh ạ. Thế cụ Phó Lý không có nhà? Dạ không ạ. Dạ con xin bà ạ. Bà cho một đồng. Đi ra mua bỏng hoặc bánh nếp mà ăn đi. Vâng ạ. Chào cụ Tránh. Nhà chị là... Tôi là Kiểm, con nhà cụ Soát đi mà. Nhớ ra rồi. Lâu lắm chị mới về làng. Dạ. Thế chị về làng có việc gì? Tôi muốn hỏi nhà anh Phó Lý. Nhà Phó Lý hả? Thế chị tìm nó để làm gì? Tôi muốn hỏi, còn cái đũi có về làng không? Hai cha con nhà nó đi từ đầu năm. Hội làng sắp tới kiểu gì nó chả về. Dù sao thì nó cũng là Phó Lý, vắng mặt sao tiện. Nó không về làng hả cụ? Thì nhà nó tôi quản, nó về tôi phải biết chứ. Dạ, tôi xin phép ạ. Nhà chị Kiểm này. Dạ, cụ bảo gì tôi ạ? Nhà chị lấy chồng Tây ở nhà phố, có bán cái nhà nhà quê không hả? Cụ dạy thế, tôi biết trả lời sao. Chẳng gì cũng là của Hương Hòa. Với lại, bán cũng chẳng được là bao. Tôi giữ, coi như là để có chỗ còn đi lại. Thì tôi cứ dém thế. Nếu định bán, thì kêu tôi một tiếng. Dạ, thì cả cái làng này, làm gì có ai có tiền để mua nhà tậu ruộng như cụ. Nhưng mà chúng tôi xin phép cụ ạ. Của Hương Hòa, cái ngữ theo dài bàn thờ đã để lạnh mấy năm còn nói chuyện Hương Hòa. Cái gì? Nào, có chuyện gì? Nào, dì ngồi lên đi. Nào, có chuyện gì?
Nói chị nghe xem nào. Em đi làm đâu về muộn, vì thằng Tây đen nó. Thằng Tây làm sao? Nó hiếp chị à. Giời ơi. Mà nhà chồng em đã không thương thì thôi, lại còn đuổi em ra khỏi nhà. Em nhục lắm. Em không về bên đây nữa đâu chị à. Khốn nạn. Khốn nạn quá. Mà chồng em đã chết từ lâu rồi. Em về nhà đấy làm trâu làm ngựa 2 năm nay. Thế mà họ nỡ lòng nào đuổi em đi, không cho mang theo một bộ quần áo nào cả. Tủi nhục quá chị ơi. Nhưng dì cũng không thể về lại bên này được. Tiếng đồn ở bên ấy sẽ lan về bên này. Thế là chị em mình bị mang tiếng. Nhỡ đâu dì lại đẻ ra một thằng Tây đen con thì sao? Mặt mũi nào nữa mà nhìn hàng xóm. Chồng dì thì chết lâu rồi, không thể lập lờ đánh lận được. Chị em mình đã bị chết nhục vì hàng xóm ghẻ lạnh rồi, vì phận mồ côi mà. Bây giờ lại còn chuyện này nữa. Thôi được rồi, em sẽ về nhà, em sẽ kiện. Mà thằng Tây nó khỏe như thế, làm sao em chống lại được. Mà em bị nó đè ra, chứ có phải em lang trả gì đâu cơ chứ. Kiện? Dì kiện ai? Mà dì có nhớ mặt thằng Tây đen ấy không? Mà có nhớ thì nó cũng cãi bay đi. Biết nó ở đâu mà tìm. Em nhớ. Em nhớ hết. Em sẽ kể lại hết. Dấu gà khác gì dấu cuốc. Bảo rằng còn trinh tiết kia. Chứ đằng này, gái đã có chồng rồi. Lấy gì làm bằng chứng hả em? Rồi ôi, tôi bị người ta hiếp dâm. Đi kiện cũng không xong, ở nhà chồng cũng không xong. Bây giờ về đây, chị cũng bảo là không được. Thế thì em phải làm sao bây giờ? Em đi tự vấn cho xong. Kìa gì? Dì cứ bình tĩnh đã. Kìa gì? Bây giờ dì trốn tạm vào trong bếp. Tôi khó khăn lắm mới có được một người để ý. Dì thương chị. Dì, nếu mà người ta biết chuyện của dì thì người ta sẽ bỏ tôi. Tôi sẽ chết già mất. Đi. Hóa ra chị chỉ lo cho cái thân chị, chứ chị lo gì cho tôi. Không. Thôi được, tôi sẽ đi. Nhưng mà chị nhớ lấy, căn nhà này chị phải để nguyên đây. Chị lấy chồng thì chị về nhà chồng mà ở. Rồi tôi sẽ về lo cho hương khói thầy u. Tôi đi. Khoan đã. Đây, chị có một ít. Em cầm tạm. Chị nhớ rồi. Em đi đi. Cháu là... Dì Kiểm. Con Hiễm. Dì về là con sống rồi. Thế sao con lại ở đây? Con chỉ trốn u con thôi. Có chuyện gì? Nói gì nghe xem nào. U con nợ tiền người ta, rồi bắt con lấy để gán nợ. Con gái lớn rồi,
phải lấy chồng chứ con. Nhưng lão ta già lắm, trông phát kinh ấy. Thôi đứng dậy gì xem nào. Chồng con thế này, lấy lão già cũng phí của thật. Dì ơi, dì cho con theo dì nhá, chứ không là con cũng bỏ làng trốn đi đấy. Ai? Vâng. Đói, tôi đói quá. Con lấy ông ta cho con. Ai cứu tôi? Ai cứu tôi? Sao thế? Đâu rồi Hiễm ơi? Có ra đây ngay không? Dì ơi, dì cứu mày con với. Mày cả đời không phải Hiễm. Dì, ra đây đi. Dì, Hiễm. Dì đã về rồi đấy à? Tôi đây. Thế sao dì về không nói trước với tôi để tôi còn chuẩn bị? Ừ. Có gì đâu mà phải chuẩn bị. Còn đứng đấy làm gì nữa? Kìa chị, tôi đã nói là thế nào rồi tôi cũng về. Bây giờ tôi muốn bàn với chị một việc. Chị nợ người ta bao nhiêu? 20 đồng. 20 đồng? Sao nhiều thế? Lãi mẹ, nó đẻ lãi con. Với lại thầy con Hiễm ốm quanh 5 ngày tháng, tiền thuốc cũng chẳng đủ. Tôi muốn đưa con Hiễm lên tỉnh. Thế cái món nợ đời ấy dì định để cho ai? Với cái mã của nó ấy, lên tỉnh con mà kiếm gấp mấy lần cái nợ đời của chị. Chị định để nó chết héo chết hon với cái lão già ấy à? Nhưng gì? Chị lúc nào cũng chỉ muốn giữ cái sĩ diện hão ấy thôi. Hơn ấy thì dì không dám hứa. Chứ như dì á thì dư sức. Thật hả dì? Bẩm cụ, có mẹ Kiểm xin gặp ạ. Con mẹ này, hôm nay thế nào mà nó ám quẻ mình từ sáng đến giờ cái chứ? Nếu cụ không muốn ý, thì thôi, tôi xin về vậy. Đã đến rồi, thì vào đi. Tôi hỏi khí không phải. Lúc sáng cụ muốn hỏi mua căn nhà của chị em tôi. Thì cứ uống nước đi đã.
Thế mẹ định bán bao nhiêu? Tôi phận đàn bà, lại ra quê lâu rồi, không thạo việc đất cát. Xin nghe lời cụ dạy ạ. Căn nhà này cũng lâu rồi, đã mục ruộng hết cả. Bây giờ có lẽ chỉ tính đất. Mục ruộng thế nào được ạ? Ngày xưa thầy u tôi cũng ruộng cả ao liền, thừa sức làm được căn nhà toàn bằng gỗ tốt. Thì tôi đã giả rẻ me chưa nào? 30, được chưa? Chỉ căn nhà thôi cũng đã đáng như thế rồi, chưa kể vườn tược. Sao? Đẹp. Nhà bỏ hoang mấy năm rồi, không sửa, bố ai dám vào? Cụ dạy thế thì thôi, tôi gọi người khác vậy. Chả là tôi không có nhiều thời gian. Đáo để nhỉ. Mẹ thử nghĩ xem, trong cái làng này ai có tới hơn 30 để mà mua cái nhà của mẹ chứ? Chưa thử thì làm sao biết được thưa cụ. Thôi được, 32 thì tôi lấy. Thôi được, nhưng phải 34, nếu không thì... Gớm, đáo để quá. 34 thì 34, nhưng nhớ phải ra lập cho tôi lấy may đấy. Chẳng qua tôi cũng mua sẵn, để cậu ấm nhà tôi lấy vợ thì có nhà mà ở, chứ báu gì. Thôi được, 3 ngày nữa tôi sẽ gửi mẹ tiền, được chưa? Bẩm, tôi có công việc ở trên ấy, không chờ được đâu. Tôi đến cửa cụ là nghĩ nó mau chóng, chứ 3 ngày nữa tôi bán đâu chả được 40. Thật là người ở phố. Thì thôi, mẹ đợi tôi một tí vậy. Năm, 10, 15 này, 20. Đây, đủ 20 đồng rồi nhá. Bây giờ, chị điểm chỉ vào đây. Để làm gì? Đây là giấy cho con. Từ giờ, cái hím là con tôi. Chị không có quyền gả chồng cho nó nữa. Các cụ nói, sẩy mẹ thì bú gì? Nó là con tôi, hay con gì, thì có khác gì nhau? Sao dì phải nói thế? Nghe nó đau lòng ra. Tôi cứ phải làm giấy cho nó chắc. Nhỡ sau này chị thay đổi, nó lại bỏ tôi mà đi. Nghĩ kỹ chưa? Có muốn đi với dì không? Có chứ ạ, con chỉ thích được như dì thôi. Mày thì phải làm bà mới xứng, chứ làm mẹ như dì thì bỏ bèn gì. Bà cháu dì cứ như thế có mà hỏng sớm nữa con ạ. Ôi dì ơi, cái nhà kia đẹp thế nhở? Cái nhà này mới là đẹp. Ở đâu? Dạ, ở cuối ngõ kia. Còn không xuống đi, ngồi trên đấy làm gì nữa? Nhà gì mà ở tận trong ngõ, chắc chẳng ở được đâu gì ạ. Đã xem đâu mà biết. Cần gì phải xem nữa, cứ nhìn mấy cái nhà xung quanh thì biết. Còn cứ tưởng nhà trên phố đẹp thế nào, trông chả khác gì ở quê. Không có nhà nào đẹp hơn nữa à? Anh nhìn lại mặt dì cháu tôi xem, chẳng lẽ không có tiền hay sao mà phải rúc vào cái xó này? Dạ, tiểu thư muốn thuê nhà thế nào ạ? Ít ra cũng phải có sân vườn. Mày có biết ở đâu có không? Dạ bẩm, cháu biết có cái nhà to lắm ạ. Đưa bà dạ đi. Ở đằng kia. Đưa bà đi.
Con ơi, nhà to sân sướng rộng rãi như thế này mà thuê chỉ có giá 5 đồng là hời lắm đấy con ạ. Ở quê sân còn rộng hơn thế này. Từ bây giờ con đã là tiểu thư thành phố rồi, mở miệng ra là nói quê. Ông ơi, ông ngồi đây ông phù hộ độ trì cho tôi nhá. Rồi. Mày làm sao đấy hả? Người ấy đâu rồi? Người nào? Ông ấy là ai? Là dượng mày. Ông ấy mất rồi. Vậy mà con cứ tưởng... Tôi đến để lĩnh tiền tuất của chồng tôi. Cái con này, con gái con nữa, đi đứng thì phải nhẹ nhàng chứ. Con quên mất. Dì đi lĩnh tiền tuất của thầy đội. Ôi. Thế mà con lại tưởng gì đi đám nhà nào ấy chứ. Lĩnh tiền tuất xong, dì sẽ dẫn mày đi mua một bộ trang điểm xoàng xoàng thôi. Ít nhất thì cũng phải biết cách trang điểm cho nó phù hợp với hoàn cảnh, để lấy lòng người ta. Con cần gì phải lấy lòng ai? Cứ cãi nhèm nhẻm ấy. Mày chả có chút phong thái tiểu thư tí nào hết. Uổng công tao. Nhất định con sẽ trở thành tiểu thư cho dì xem. Mày cũng tự biết giá trị của mình đấy nhỉ. Dì cho con đi dạo phố một vòng, con sẽ biết ngay ý mà. Chăm nghe không bằng một thấy. Chân ướt chân ráo, biết đằng nào mà đi. Đừng ở miệng ý. Không được. Mày ra đường nguy hiểm lắm. Đừng hòng mà tìm cách trốn nhá. Tao sẽ khóa trái cửa. Ở phố mà cứ nhờ tù ấy. Còn gì thú nữa. Dạ, trình ông một số văn bản ạ. Xin ông xem xét và ký cho ạ. Vâng, cảm ơn ông ạ. Mời vào.
Chào ông. Chào bà. Dạ, tôi là vợ của thầy đội ạ. Tôi có thể giúp gì được bà đây ạ? Dạ, tôi đến để lĩnh tiền tuất của chồng tôi ạ. Ồ hồ, thế thì đúng là việc của tôi rồi ạ. Xin tự giới thiệu, tôi là Tham Ngọc, hân hạnh được phục vụ. Dạ. Xin mời bà ngồi. Cảm ơn. Chào ông ạ. Mời bà. Dạ. Vâng. Tòa đợi Moa một lát. Tòa cứ làm việc đi, khi khác Moa đến. Trong lúc Moa vật lộn với đống giấy tờ này, chẳng lẽ tòa nỡ để quý bà đây ngồi một mình sao? Xin lỗi, ông cũng làm việc ở đây à? Dạ không ạ. Tôi là phó đoàn, tức là người chịu trách nhiệm thứ hai ở sở thuế vụ. Nếu còn sống, chồng tôi cũng độ tuổi như ông đây ạ. Xin lỗi bà. Ông nhà mất bao lâu rồi ạ? Dạ, mới qua giỗ đầu thôi ạ. Đàn bà thời nay hiếm có người được như bà. Chắc là tình cảm hai người thắm thiết lắm. Dạ thưa, một ngày nên nghĩa. Huống hồ là chúng tôi ở với nhau được gần 5 năm. Ông ấy bỏ tôi đi thế này, khiến tôi cô độc lắm. Bà đã có cháu nào chưa? Mang tiếng lấy nhau mới được gần 5 năm. Nhưng tính thời gian sống với nhau chưa được đầy 1 tháng. Chồng tôi là thầy đội ở Lạng Sơn, thi thoảng mới về. Thật tội nghiệp. Dạ mời bà sang phòng kế bên ạ. Dạ vâng, cảm ơn ông ạ. Thật làm phiền ông quá. Chào bà. Chào ông. Mời bà ngồi. Động lòng rồi hả? Đàn bà quá phụ, thật tội nghiệp cho họ. Còn Moa thì nhận thấy, đàn ông sống một mình còn tội nghiệp gấp 10 lần đàn bà ấy chứ. Mình già rồi. Già được thì bà, mới cần nơi để nương tựa. Cảm ơn ông ạ. Người đàn bà nặng điều tình đó, nghĩa chẳng là gu của Toa sao? Chào ông, xe của ông đẹp quá. Bà về đâu? Tôi có thể tiễn bà được không? Ôi, như thế làm phiền ông quá. Mời bà. Merci beaucoup. Dạ, nếu ông không bận thì mời ông vào nhà uống nước để cho em được cảm tạ. Không phiền bà chứ? Dạ, có ông làm bầu bạn thì em vui quá chứ ạ. Con chào ông ạ. Chào tiểu thư. Xin giới thiệu với ông, đây là đứa cháu gái của em. Nó gọi em bằng gì?
À. Nó mới ở dưới quê lên. Từ ngày ông đội nhà em mất, nó lên đây ở hẳn với em. Còn đây là ông Phó Đoan, bạn của dì. Bây giờ con có thể đi dạo phố được rồi đấy. Thôi, con không đi nữa đâu. Con ở ngoài này, ngắm cái kia là được rồi ạ. Ấy chết. Để tôi bảo với lái xe, đưa tiểu thư đi dạo phố một vòng. Con nằm mơ cũng không nghĩ tới. Ấy chết, thế thì làm phiền ông quá. Phiền gì đâu bà. Dạ, ông bảo gì con ạ? Anh đưa tôi đi dạo phố nhé. Đưa tiểu thư đây, đến nơi nào mà cô ấy muốn và mua thứ gì cô ấy thích. Dạ ê vâng chết. Ạ. Kìa ông. Mời tiểu thư. Khổ quá. Con bé nhà tôi có lớn mà không có khôn. Nó mới ở dưới quê lên, cho nên chả hiểu phép tắc là gì. Nếu có điều gì thì xin ông tha thứ nhá. Không sao đâu bà. Làm cho tiểu thư vui là tôi cũng vui rồi. À, dạ, bây giờ thì xin mời ông vào nhà uống nước ạ. Cảm ơn bà. Em đặt ông ấy ở đây để hàng ngày vẫn được nhìn thấy ông ấy, để được sinh hoạt, ăn uống như thời ông ấy còn sống. Tôi nghĩ ông nhà thật là may mắn. Em mời ông. Dạ, mời ông ạ. Ôi, thôi chết, em làm ướt hết cả đồ của ông rồi. Không sao đâu. Để em thay đồ cho ông nhá. Kìa bà. Ấy chết, em vô duyên quá. Ai lại thay quần áo trước bàn thờ thế này? Em mời ông lên gác ạ. Em mời ông. Em mời ông lên gác thay đồ. Ông đợi em một lát nhé. Mua cho ông đội, ông ấy chưa kịp dùng một lần nào. Ông thầy đàm. Tôi mặc thế này được rồi. Tôi không dám dùng đồ của ông nhà đâu. Không, để ông mặc ướt như thế này bất tiện lắm. Đi ông. Nào. Ông cứ cởi ra, em phơi ngoài kia một lát là khô thôi mà. Để em giúp ông nhá. Kìa bà. Ông giúp em đi. Em nóng quá. Em đi tắm một lát. Ông có thể giúp em một tay được không? Chỗ này này. Hơi nóng quá cơ. Cứ tự nhiên. Con chưa nghe thấy gì nói tới ông Phó Đoan bao giờ. Có lẽ thầy đội lại phù hộ cho dì. Ngày mai đi sắm đồ với dì.
Ấy, ông phó muốn trang hoàng lại toàn bộ căn nhà này. Dì giỏi thật đấy. Vậy mà mày không chịu nghe dì bao giờ. Giờ thì con sáng mắt rồi, dì dạy con nhé. Trước tiên phải đổi cái tên hiếm của mày đi, nghe nó hãm lắm. Vĩ cầm được không dì? Mày kiếm đâu ra cái tên nghe được đấy? Hôm qua con và anh tài xế, anh ta bảo tiếng kêu của con êm như là tiếng vĩ cầm ý hả? Tài xế? Nó làm gì mày mà mày kêu? Gì cấm? Hiểu chưa? Mày hư đốn thế, nhỡ có chửa ra chó nó rước. Tại còn thấy gì? Cầm đi. Nói với mày như nước đổ lá khoai ấy, nó trôi tuột đi đâu không biết. Che cái miệng lại, khẽ cái mồm thôi. Mày nên nhớ, muốn ở lại cái chốn phồn hoa này, không chỉ cần có sắc mà cần cả trí khôn nữa. Cái thằng tài xế đẹp trai thật đấy, nhưng nó không làm mày thành bà được đâu. Nhịn đi ít lâu không thiêu được. Mày nghe lời tao, tao sẽ tìm cho mày một chỗ có danh phận đàng hoàng. Mai gì đi có việc cả ngày, trông nom nhà cửa cẩn thận nhé. Vậy mai ông phó Đoan có đến không hả gì? Chuyện này không để ông ấy biết được, mày liệu mà biến báo. Dạ. Bẩm ông mới tới ạ. Đã bảo bỏ đi mua đồ mới, lại còn tiếc rẻ. Cái nào gì cũng tiếc, nói nó gắn bó với ông đội ạ. Mình thấy em sắp xếp thế này có được không? Sao không chịu chuyển ông ấy lên gác? Trên gác làm gì còn chỗ nữa ạ? Hay vì nó làm mợ nhớ tới lão chồng quá cố. Đây là nhà tôi mua cho mợ, nhưng nó cũng là nhà của tôi. Kìa mình, mang nước lên cho ông đi, còn đứng đấy làm gì? Dạ. Mình ơi, mình lên đây em cho mình xem cái này hay lắm. Đi mình, đi, đi nào. Mình ơi, mình nhắm mắt lại đi. Đây, đi đường này. Mình mở mắt ra đi. Trông đẹp không? Có giống em không? Mình kiếm đâu ra thế? Em mua nó ở hiệu cầm đồ, ai cũng bảo nó giống em. Trông có gợi cảm không? Mình đã biến căn phòng này trở nên tuyệt vời. Nhưng em không hiểu sao, tại sao mình không cho em một danh phận rõ ràng? Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện đó. Và lại, mình cũng đã nhiều tuổi.
không thể vì con cái mà ràng buộc. Vậy thì mình đừng bao giờ bắt em phải cắt đứt với ông Đội. Khi em chưa lấy chồng khác, ông Đội vẫn là chồng em. Tôi không muốn thanh danh của mình bị hủy hoại. Thì bây giờ mình đã hủy hoại rồi đấy thôi. Đấy là tôi với mình biết thôi. Còn khi mình về ở với tôi thì cả cái Hà Nội này người ta biết. Như vậy còn gì là thể diện nữa. Vậy thì mình cần tôi để làm gì? Giá như mình còn trẻ, mình có thể cho tôi một thằng cu nối dõi. Như thế mình sẽ cưới tôi chứ? Đương nhiên, lúc bấy giờ mình sẽ là bà Phó Đoan, không còn là bà Đội nữa. Thế thì còn chờ gì nữa? Ơ kìa, từ từ chứ. Từ từ là thế nào? Mình kìa, mình vội vàng thế. Sao lại không vội? Thím, làm trò gì đấy? Đã nói tên người ta là Vĩ Cầm mà. Tôi quên, thì Vĩ Cầm, được chưa? Ăn đi không đói. Tôi sẽ bị nghỉ việc đấy. Đừng sợ, giờ thì ông Phó Đoan ở trên phòng rồi, không thấy gì đâu. Ngon lắm. Lái xe cũng mệt gớm nhỉ? Hiếm đừng làm vậy, kẻo tôi mang họa đấy. Ai nói mà biết. Em muốn xem bên trong xe hơi có gì. Để lên đây. Vâng ạ. Con xin. A Di Đà Phật ạ. A Di Đà Phật. Bạch thầy, con có chuyện muốn nương tựa cửa từ bi ạ. A Di Đà Phật, thí chủ cứ nói. Dạ. Con nghe nói chùa mình cầu tự rất thiêng ạ. Thí chủ nếu muốn xin con cầu tự. Dạ. Vậy là tìm đúng cửa rồi đấy. Dạ, xin thầy mách dùm con ạ. Con cầu tự là con rời, con Phật, rất khó nuôi đấy. Liệu thí chủ có đủ tiền để nuôi
và kiên nhẫn. Dạ, cách nào con cũng chịu hết ạ. Thầy xem có cách nào hay mách dùm con. Lễ lạt thế nào xin thầy cứ dạy ạ. Chẳng giấu gì thầy, ông phó đoàn nhà con chỉ mong có một mụn con trai. Con sẽ không quên ơn thầy. Được thí chủ yêu mến nhà chùa, quả là vinh hạnh cho nhà chùa lắm. Dạ, con xin đội ơn thầy ạ. Không dám. Xin thầy hãy giúp con ạ. Một tiểu thư thực thụ không bao giờ được tỏ ra vồn vã. Tôi xin lỗi. Tôi tưởng lầm ạ. Dạ, bẩm ông, dì con đi vắng rồi ạ. Dì đi đâu? Dạ, dì con đi lễ chùa từ hôm qua ạ. Bao giờ mới về? Chắc tối mới về ạ. Đi chùa mà những 2 ngày cơ à? Dạ, dì con đi lễ chùa ở xa. Nghe nói chùa ấy cầu bình an tốt. Nên dì con đi cầu sức khỏe cho ông ạ. Để con pha nước mời ông ạ. Thôi, thế mày ở nhà với ai? Dạ, con ở nhà một mình ạ. Chết, thời buổi loạn lạc thế này, mình lại mới chuyển đến đây. Chồng mày, hờ hớ thế kìa, ngộ nhỡ. Thôi được, để tao bảo thằng Tún đến đây ở với mày cho đến khi dì về. Dạ, thôi, con ở một mình cũng được ạ. Dì Kiểm đã coi mày như con. Thằng Tún cũng là chỗ tin cậy. Thôi, cứ thế nhá. Dạ. Tún. Dạ. Mày cứ ở đây lo cho cô. Để ông tự đi. Dạ vâng ạ. Anh to gan thật đấy. Ok, tôi xin lỗi. Tôi xin tiểu thư đừng nói gì với bà. Nếu tôi không mách gì Kiểm thì anh đền gì? Tiểu thư muốn gì ạ? Anh biết sẽ phải làm gì để tôi hài lòng mà. Tôi đùa đấy. Anh không muốn nữa. Hiểm.
Ơ kìa, lại sao thế? Em muốn ở trong phòng gì? Không được, nhỡ... Sợ gì? Ở nhà này làm gì có ai đâu. Em tò mò muốn biết xem trong đó có gì mà khiến một kẻ hom hem như ông chủ anh lại sung sức đến thế. Đi. Có ai trong nhà không đây? Vào đi. Ôi trời ơi. Ôi trời. Dạ. Có việc gì? Chào thầy ạ. Dạ. Tôi nghe người ta giới thiệu. Tôi đến đây để... Để xin con chứ gì? Dạ vâng ạ. Mời bà ra ngoài kia. Sẵn sàng chưa? Dạ. Đến lúc hương tàn một nửa thì chúng ta xong việc. Nằm lên kia đi. Để làm gì thưa thầy? Để ban con chứ làm gì nữa. Dạ vâng ạ. Tôi tới là để cầu con rời khỏi Phật đấy thầy ạ. Thì hẳn tôi chỉ nghe lệnh thánh. Dịch lại đây thầy bảo này. Đây. Chỗ này có được không? Thích ạ. Thế chỗ này thì sao? Có thích không? Thích chỗ này thì sao? Huyết nào? Dưới này. Yên nào. Ý kia thầy. Thầy bảo này. Ôi Minh ơi. Mình ơi, đậu rồi. Em đậu rồi mình ạ. Mợ sao thế? Cái gì đậu? Em có mang rồi. Nhanh thế à? Em cứ thấy người nôn nao, nhưng không dám chắc. Hôm nay đốc tờ kiểm tra, nói là em có mang gần 2 tháng rồi. Ôi, lạy trời, em đẻ cho mình một thằng con trai. Không ngờ ở tuổi mình lại may mắn thế. Mình nhớ lời hứa đi nhá. Mình sẽ cho em một danh phận. Mợ đừng lo. Cứ tẩm bổ. Mẹ khỏe, con khỏe. Thì mợ muốn gì cũng được. Mình có nghe nó động đậy gì không? Nó bé thế thì làm sao mà động đậy được. Có mà. Xin bà đặt cái ví lên trên kia. Nâng cao tay lên. Nâng cao tay lên thì tôi mới đo được.
Như thế này đã thoải mái chưa, thưa bà? Sát chút nữa ông ạ. Được chưa? Được rồi. Tôi chưa thấy một người đàn bà nào có bộ ngực đẹp như bà. Mình phải biết phô diễn thế mạnh của mình chứ. Cổ áo cần phải trễ xuống như thế này này. Không được. Tôi sắp làm mẹ rồi. Làm mẹ? Mẹ thì đã sao nào? Một người đàn bà âu hóa, cải cách, tân tiến. Xứng đáng cho mọi người học tập chứ sao? Thật là trơ trẽn. Trơ trẽn. Thế còn cô? Cô đến đây làm gì? Xin chào quý bà. Tôi có đến đây thì mới biết được có người đang bụng mang dạ chửa mà vẫn đi chài đàn ông cơ đấy. Đúng là một người đàn bà cổ hủ. Hãy để cho ông đây giải thích cho bà biết cách đo như thế nào để có một bộ đồ cách tân hợp với thân thể của mình. Bà hiểu lầm rồi. Tôi đang đo cho quý bà đây. Tôi đi về đây. Dạ, chào bà. Còn bây giờ, tôi rất hân hạnh được phục vụ bà. Mới sáng ra mà papa đã hút rồi. Đã là cơn rồi, kể gì sáng tối. Sen đâu? Dạ. Cậu gọi con ạ. Mở hết các cửa ra cho nó sáng sủa. Vâng ạ. Sáng sủa cái gì? Trời quá. Lâu rồi không thấy bài của thằng cha Phan Vũ. Kể cũng thấy buồn, papa nhỉ? Cái thiên phóng sự, kỹ nghệ lấy tây đó, có khác gì chửi thẳng vào mặt Pháp Quốc? Sao lại để nó tung hoành trên cái diễn đàn chết người chứ? Vậy thì còn gì là quyền dân chủ, quyền bình đẳng nữa chứ? Hòa nghĩ tay nhà báo đó lặn mất tâm là vì phản ứng của các me tây mà thôi. Con mời cậu à. Mới sáng ra mà đã uống cái thứ đắng ngắt đó, thật chẳng ra gì. Vậy là papa chẳng chịu tân tiến gì. Uống thứ này mới khiến người ta sảng khoái, tỉnh táo. Tao mất tiền để có cảm giác đê mê. Cần gì phải tỉnh táo chứ? Mà quên mất là toa không ưa mấy thứ này. Lại còn toa toa moa moa gì nữa, dối hết cả đầu. Mà đã giải thích bao lần rồi. Mà là tôi, toa là bạn. Tây nó gọi nhau như thế, mình cũng theo. Thế mới là người tân tiến chứ. Mà papa cũng bỏ cái cách xưng hô tao mày đi, nghe lọ lắm. Tao mà lại là bạn mày à? Con gọi papa nghĩa là cha. Papa đường đường là một người dân bảo hộ trung thành, một đấng cự phú mẫu mực. Vậy tại sao papa không chịu đổi mới tân tiến theo đường lối âu hóa chứ? Papa, mama, nghe cũng êm tai. Vậy thì papa đi. Tao là một người dân bảo hộ trung thành. Nếu không ủng hộ theo đường lối âu hóa thì tao đưa mày sang Tây học làm gì? Papa được lắm. Nhất định papa sẽ là một người cha mẫu mực của một nhà cải cách tân tiến như moa đây. Milu! Milu! Hả?
Anh có thấy con Milu nó chạy vào trong này không? Chưa chào papa đã. Milu. Hỏi Milu. Kính chào papa. Mà cậu đã đồng ý cải tiến cách xưng hô rồi à? Chuyện papa đường đường là một người cha mẫu mực của nhà cải cách văn minh, không tuân theo thì ai phục chứ? Vậy toa có thấy con Milu chạy vào trong này không? Chắc nó lại tớn theo con Tít Ti nhà bên rồi. Thật là chả biết phân biệt sang hèn gì cả. Con Tít Ti có phải là giống chó Tây đâu. Vậy thì toa nên can thiệp nhanh, kẻo lại tạo ra cái giống lai nửa Tây nửa ta thì khổ. Milu. Milu, Milu. Moa moa toa toa. Papa sao vậy? Tao nghe nó gọi cha gì mà như gọi chó. Papa khéo suy luận. Đừng gọi là papa nữa. Toa lại đổi ý à? Không muốn Moa thực hiện công cuộc cải cách cách mệnh sao? Thôi thì Moa toa vậy. Có thế chứ.